công chức, viên chức, người lao động sẽ được tăng lương trong năm mới. Theo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, từ ngày 1 tháng 7, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết 27 năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Khi thực hiện cải cách tiền lương, sẽ thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp, trong đó lương cơ bản, các khoản phụ cấp. Bên cạnh đó, bổ sung tiền thưởng, Quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp. Thay vì có 7 bảng lương, hơn 10 phụ cấp như hiện nay, sau khi cải cách tiền lương sẽ có 5 bảng lương mới và 9 phụ cấp. Ngoài ra, sẽ đề xuất xem xét tăng lương tối thiểu vùng ở mức 6% từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024. Nếu đề xuất được duyệt, lương tối thiểu vùng 1 tăng từ 4,68 triệu đồng lên 4,96 triệu đồng, tăng thêm 280.000 đồng, vùng 2 tăng từ 4,16 triệu đồng lên 4,41 triệu đồng tăng 250.000 đồng. Vùng 3 tăng từ 3,64 triệu đồng lên 3,86 triệu đồng, tăng 220.000 đồng. Vùng 4 tăng từ 3,25 triệu đồng lên 3,45 triệu đồng, tăng 200.000 đồng. Với lương tối thiểu vùng theo giờ, Hội đồng tiền lương quốc gia cũng thống nhất phương án tăng thêm 6% từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024. Cụ thể, vùng 1 tăng từ 22.500 đồng lên 23.800 đồng, vùng 2 tăng từ 20.000 đồng lên 21.000 đồng, vùng 3 tăng từ 17.500 đồng lên 18.600 đồng vùng 4 tăng từ 15.600 đồng lên 16.600 đồng. Nếu được thông qua, lương tối thiểu vùng sẽ điều chỉnh cùng thời điểm cải cách tiền lương trong khu vực công từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội dựa trên số liệu tổng hợp của hơn 47.300 doanh nghiệp tương ứng với 4,79 triệu lao động về tình hình tiền lương năm 2023 cho thấy mức lương của người lao động có tăng lên. Theo đó, năm 2023, mức lương bình quân ước đạt 8,49 triệu đồng trên tháng, tăng 3% so với năm 2022. Mức lương cao nhất năm 2023 là 834 triệu đồng trên tháng thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp FDI ở Đồng Nai.